Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát tu đạo Bồ Đề chưa được viên mãn, làm sao nói đạt được Bồ Đề. Thiện hiện nên biết các đại Bồ Tát nào đã viên mãn bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên các Phật pháp khác. Từ đây không gián đoạn, dùng định kim cang dụ trong một sát na, tương ưng với bát nhã. Đoạn trừ vĩnh viễn tất cả sự tương tục tập khí của hai tướng thô trọng là phiền não chướng và sở tri chướng, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác, đối với tất cả pháp được đại tự tại. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật là như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi rốt ráo thường tự thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý, cũng làm cho người khác thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát thường tự thanh tịnh ba nghiệp thô trọng thân ngữ ý là như thế nào? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu sát hại sanh mạng, lấy của không cho, làm việc tà hạnh, ba việc bất thiện này gọi là thân nghiệp thô trọng của Bồ Tát, hoặc nói lời dối trá, lời chia rẽ, lời thô tục, lời tạp uế, bốn điều bất thiện này gọi là ngữ nghiệp thô trọng của Bồ Tát, hoặc tham dục, sân giận, tà kiến, ba điều bất thiện này gọi là ý nghiệp thô trọng của Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào còn san tham phá giới, sân giận giải đãi, tán loạn ác tuệ cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào mà giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn đều không được thanh tịnh cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nói rộng cho đến xa lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tham đắm quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề cũng gọi là thô trọng. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào tưởng sắc uẩn cho đến thức uẩn cũng gọi là thô trọng, nói rộng cho đến tưởng tất cả hạnh đại bồ đề và tưởng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật cũng gọi là thô trọng. Tưởng phàm phu, tưởng thanh văn, tưởng độc giác, tưởng Bồ Tát, tưởng Như Lai cũng gọi là thô trọng. Tưởng địa ngục, tưởng bàng sanh, tưởng ngạ quỷ, tưởng người, tưởng trời, tưởng nam, tưởng nữ cũng gọi là thô trọng. Tưởng cõi dục, tưởng cõi sắc, tưởng cõi vô sắc cũng gọi là thô trọng. Tưởng thiện, tưởng phi thiện, tưởng hữu lậu, tưởng vô lậu, tưởng thế gian, tưởng xuất thế gian, tưởng hữu vi, vô vi cũng gọi là thô trọng. Thiện hiện nên biết như vậy, vô lượng vô biên các sự chấp trước của các pháp và các hữu tình hư vọng phân biệt cùng chỗ phát sanh, các nghiệp thân ngữ ý và những loại hữu tình không có thể tánh kham chịu đều gọi là thô trọng. Các đại Bồ Tát đối với thô trọng này đều nên xa lìa. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa, xa lìa sự thô trọng đã nói ở trên, tự mình hành bố thí ba la mật đa cũng khuyên người khác hành bố thí ba la mật đa, nên các hữu tình cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần vật dụng cho vật dụng, tùy nơi tùy lúc tùy vật dùng đều bố thí cho họ. Như tự mình đã hành các pháp bố thí, khuyên người khác cũng hành như vậy. Bố thí như thế rồi, đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, làm cho mau được viên mãn, lợi ích an vui cho hữu tình. Đại Bồ Tát này tự mình hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác thực hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa. Làm việc này rồi, đem căn lành này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, làm cho mau được viên mãn, lợi ích an vui cho hữu tình. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông hoằng nguyện chứa đầy bảy báu thượng diệu khắp tam thiên đại thiên thế giới, cúng dường Phật Pháp Tăng và tháp của Phật, cúng rồi vui mừng phát thệ nguyện rộng: Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, làm cho thế giới tôi cũng được trang nghiêm bằng bảy báu. Tất cả hữu tình tùy ý thọ dụng các thứ ngọc báu mà không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện, trỗi vô lượng âm nhạc vi diệu trong cõi trời, người cúng dường tam bảo và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng phát thệ nguyện rộng lớn.
Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, làm cho quốc độ của tôi thường được trỗi các thứ âm nhạc vi diệu như thế, hữu tình khác được nghe, thân tâm vui vẻ nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện chứa đầy các thứ phẩm vật, hương hoa tươi đẹp, ở cõi trời người khắp tam thiên đại thiên thế giới cúng dường tam bảo và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng, phát nguyện rộng lớn. Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở, và cũng làm cho cõi tôi thường có các thứ hương hoa tươi đẹp như thế, làm cho hữu tình khác thọ dụng, thân tâm vui mừng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa trăm vị thức ăn nước uống thượng hạng cúng dường chư Phật độc giác thanh văn và chúng Đại Bồ Tát, cúng dường rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn. Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình, đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi, cũng đều được trăm vị thức ăn nước uống như vậy, thân tâm vui mừng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa các thứ hương bổ thơm đẹp, y phục mềm dịu ở cõi trời, cõi người, dâng cúng chư Phật độc giác thanh văn và chúng Đại Bồ Tát hoặc thí pháp và tháp Phật, cúng dường rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn. Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi, thường được y phục hương bột như thế, tùy ý thọ dụng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào dùng sức thần thông thệ nguyện sắm sửa các món trang nghiêm tùy ý sanh ra năm thứ dục lạc vi diệu trong cảnh giới trời người dâng cúng dường chư Phật và tháp Phật độc giác thanh văn và chúng Đại Bồ Tát và các hữu tình, cúng rồi vui mừng phát nguyện rộng lớn. Tôi đem căn lành như thế này bình đẳng cho các hữu tình đều cùng hồi hướng nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Khi tôi được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi, tùy tâm ưa thích các cảnh sắc thanh hương vị xúc thượng diệu, vừa nghĩ liền có hiện đến, vui mừng thọ dụng nhưng không tham đắm. Lại nữa, này thiện hiện, Đại Bồ Tát nào hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, rỗng mãnh chánh cần phát hoằng thệ nguyện, tự mình trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác trụ vào nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nói rộng cho đến tự mình tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, cũng khuyên người khác tu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm việc này rồi phát thệ nguyện. Khi tôi chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, sẽ độ các loài hữu tình trong nước tôi thường không xa lìa các thứ công đức như thế. Như vậy, này thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nhờ hành hạnh nguyện này nên có thể nghiêm tịnh cõi Phật đang ở. Thiện hiện nên biết chúng Đại Bồ Tát này, tùy theo thời gian hành bồ đề đạo được bao nhiêu, thì được viên mãn phát sanh hạnh nguyện tinh tấn tu học bấy nhiêu, nhờ nhân duyên này nên tự mình được thành tựu tất cả thiện pháp, cũng có thể làm cho người khác tuần tự thành tựu tất cả thiện pháp, tự mình có thể tu được tướng hảo thù thắng để trang nghiêm thân, cũng giúp cho người khác được tuần tự tu tướng hảo thù thắng để trang nghiêm thân, vì nhờ phước đức rộng lớn giúp đỡ hộ trì. Thiện hiện nên biết hạnh nguyện tu hành của chúng Đại Bồ Tát này được viên mãn rồi, đều làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật chỗ mình đang ở. Khi Bồ Tát chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các loài hữu tình đã được giáo hóa cũng được sanh vào cõi ấy, cùng hưởng pháp lạc đại thừa và sanh vào cõi tịnh độ. Hết quyển thứ 535.